Alo chị, đây hả? Ăn được hả? Được. Ăn cũng bọt cả Đâu cho em xem được, chị cầm. Đây này. À, từ nó là nướng lại ăn hả? À, nướng này mình được. Chiên, chiên cũng được, nấu cũng được, ăn sống cũng được. À con đó hả? Sao giống con ve quá vậy? Chưa thân này, thân con này này. Thân con này này. À đưa coi. Nó đó, còn chưa đâu. Con này con non ăn ngon hơn chứ? Con này nó bo hơn. Ừ. Tiếc thôi. Đó. Kiếm nhiều nhiều làm sỉ chứ đúng không? Chị cầm lên coi thì chị. À. Con da cũng ăn được hả? Con da ăn mới ngon. Ngon hơn con nhau hả? Là mình chiên hay mình nướng phải không? Chiên. Chiên lên hả? À chiên giòn rồi ăn hết luôn. Nó có cắn không vậy? Có. Ừ. Kẹp cái bát đi. Kẹp chị liệu nghĩa cái. Kẹp bị lên. Thôi chảy hết luôn. Kiếm một nồi. Cái rửa cũng được mà. Đấy là đường con nó đây này. Bị chụp giả quá còn. Ừ, hấp dẫn ấy, ha. Nay ăn một cái chua. Rồi chị cầm đi, chị cầm đi. Ừ. Công tác cái này. Công tác. Ô, hai con luôn hả? Mẹ có cái bình gì ấy, mẹ mẹ đi ăn mẹ cần gì ấy là. Ôi, con này to này. Ông tiếc là gần, mẹ áo chay là cái giọt. Hai chân nó ông thì nở bạc tầm này. Cái gì lại hả? Cái gì vậy? Mấy người có lên không? Có. Đi sau á, chậm lắm. Thôi. Lâm tạ. Đưa tay ạ. Chọc ra lấy này. Sùng. Con nó cũng ăn được hả? Ăn hết chứ. Nó ăn cây nó ăn lại nó. Ô, hai con. Ô, một ổ luôn. Ồ, trúng ổ rồi. Nhà rồng á. Theo cái mặt đó là ngon lên. Theo cái mặt đó được nhiều đấy. Đây, anh xoay cái tay cho em coi. Chờ xíu. Rồi, ok. Ồ, có vẻ ngon nha. Nghe lẽ em vậy là trước giờ bà hay là ngày nào em còn bị chặt chiều ngoài mặt chiều chọn cái tệ nha còn chặt được cái tệ làm
Ô hô, không sống. Ê, xem. Ô, to thế. Xem coi. Đây chị. Lết bên này là nữa. Đập bên này nữa. Đây, đây có thể bếp. Đây. Nhai hay như kiểu bẹc hết. Bẹc, ôi. Kiểu kiểu chồng tiền. Cứng, bên này cứng. Khi đó, ta cầm chân bằng tay. Khi đó con dao có... Ôi, một con bị bẹp này chị, con bị bẹp này. Đây, con này này. Kìa kìa, thò đầu kìa, thò đầu kìa. Chú. Đây, quay cái này lên đó. À, đúng cái đó ngon đấy. Cái này mới giá trị này. Đâu? Đây. Ừ. Đấy. Đó. Ăn bóc ra đây, ăn bóc ra đây. Từ đã. Ôi. Ừ, hay đấy. Đó. Con này giống con về quá nhỉ. Ừ. Nhưng mà không phải con về đúng không? Nó thân cái con này đến đen hồi nãy. Đó. Ừ. Đó. Ui. Cho em mượn. À, ui. Đúng bài. Con này là ăn sống luôn được chứ? Hả? Ăn sống được chứ? Ăn sống được chứ? Ăn thử ăn à. Nói được mà làm không được nha. Không được. Thôi trong lúc nghỉ ngơi mình bổ nguyên cây này luôn, mình lấy chắc phải được một nồi á. Mặt của mẹ ông chắc chụp hơn เดี๋ยวมันก็จะมึกกี่เจ้าตามันก็มึกเฮ้ยเด้ก็มึกเลวเด้ตายแล้วเด้ได้แค่เจ็บมากแม่บ่เฮ็ดตาแฝงนี่มาทําแปลงตัวก็แบบยอดนี่ตากระนี่เนาะจมละก้อนกองนะเฮ้ยเด้ตอละเป้พุงโตกไง ทำจิกกรอบแม่จิกกรอบบ่ได้บ่ตัวมันทำนี่แจ๊ดสิเด้ตัวใจกรอบปากกรอบเนี่ยอ่ะแปะตัวเลี้ยกลักกรอบบ่ได้ก็เตียนเนาะ Thế cái này lát nữa mình nướng mình ăn luôn hay là mang về? Mình ăn cũng được, mình nướng cũng được. Có con nặng ruột gì không? Có nặng ruột ra không? Không. Bộ chứ. Nó đâu có ăn cái gì đâu mà. Thứ nhất cái là thế lát nữa mình đốt lửa mình nướng luôn nha. Mình lấy cái cây mình sâu qua mình nướng mình ăn luôn. Đó, trong đó chắc là có đấy, mềm đấy. Chưa được bạn được cho được tóc được nơi tim bất nơi bất được tiền bảo
con nhân tình nhiệt nghe gì ấy. Đây, sẽ chồm đây. Được rồi, lo, chồm chồm rồi. Ê, la không ăn à, tập kẻ. Vậy, chồm cái này. Kẹt cái cụm đây. Chào. Chào. Chồm chồm rồi. Vậy, vậy này. Cái mẹ bụt bụt chồm. Và cái mẹ có yếu ấy. Ừ, mẹ cái gì. Liệu cho cái vẻ mọi người đó chuôn mình sao vẽ 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 ao tay chuông nè cái thằng hại ôi nhiều 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 hiu này lắc xinh chỗ ơi cứ chơi như chơi chiêu giác cái lực cái tuốt cho lắc lắc này nào tiếng bị quăng này mà ôm mà cái này tập chẹt nào đừng chẹt là hay chẹt đây này cái này mới ngon này con này cũng ngon hết. Tiền cũng kẹt, cũng kẹt như vậy, yếu không thầm yếu. Tiền nắm chai cái chứng em vô về, thầm bị lao. Yêu, bắt chết bao nhiêu. Yêu một tí. Em một cọt, em một cọt, làm không rồi. Bỏ kiệu mì bao nhiêu. Cái dài thì tôi mới liệt, tay liệt vô. Bắt đây bột cái cái bên đây, chắc quay giặc. Mặt lòng bên ở sau phải chết chết. Này nữa. Không, nè. Nè, chém một chém một. Chòm này nào. Này. Ya eh bak pe bak bak lên đây. Đi. Đi. Bay là khâu. Ừ, lên. Cặp hay dị lên bị lọc lạ tí cái cặp. Ừ, lại ịa. Ôi, ơi. Còn lọc này cái chả. Cái chả. Lọc ngam. Chị. Bọc bọc. Đây. Đây. Chợ ơi, đây lên. Chợ chả nè. Tay thì ghê cái này này đây, em đi làm lại cái làm từng nệm tay từng chỗ vậy. Ui ui thiệt khỏe quá. Người mình ăn con này khỏe quá. Cái này là người ngủ cụ thức này đúng không? Ăn con này người ngủ cụ thức này. Cái mẹ cụ ngày xưa lên đâu có thịt thịt cá thịt heo ăn đâu. Đấy. Lên rừng lên núi là chim cái này này. Chọc mẹ bằng là từng hố bằng bột rồi. Ta sao lo lửa. Đây là món ăn của người Xê Đăng đúng không? Dạ ăn cái này đây. Xin đi em cắt cái chảy này. Bộ lạc ra lịch sử. Bông này đây, yết đây. Yết lại chuột được lố. Có lại yết đây cái lòng đây cái ngàm. Lọc xà ngàm chậu chắc đi lỡ. Ấy sao hai mình cho nó như kẹt. Cái gì chụp vậy em? Mẹ, lo mẹ con người. Yết chậm được này. Lẹ. Ê, chưa cái lực tí ấy chưa. Mày đi à. Cái nó có bị chôm nhau vừa lối mà phạt. Nó có bị chôm như thế. Ê, lần này. Thả lăng. Chôm. Đập bể luôn.
cứng rồi rồi ăn nữa. Đó, này này chuẩn mọi người chuẩn để bắt bẹt hãy dài bẹt lắm này này cho tôi à là chín phạt chung hoa súp nằm ngủ ngủ ấy. Đồ sáng quên cầm mục xị à. Đồ mấy người sao lẩu thế. Ôi ôi ơi. Mấy con luôn. Này nó này thì chồm được này hả? Để mặc lâu chồm ẩm thế bây giờ. Trúng bẩm, trúng đậm rồi. Vụ này trúng đậm này. Để chọc chịu được. Hết rồi. Tên này chồm bẹp này. Vậy là ở trong kia con kìa, cục kia con kìa. Ở giữa, trẻ đôi ra ở giữa đi con. Đây, tên gặp nằm đây. Hết lỗ hả? Nợ phọt cái ông chuồng trộ. Nó mang cho mình dao ngáo chuồng. Cái bê bê cơ. Nó chuồng bê bê. Chom cái già, nó chom cái chiều con chị, nãy nãy chom nãy, hai nấm dai u gọt lại chiều nấm xa nấm mai ở chỗ này chuồng giò. Mặt trên vào chát thì vẫn đè thấp vẫn nhẹ nhàng với van trên cái bạ trên này này nhá cho tay cho nghi cho nghe này cái lượng người này con này lứa chín là người ta dân là bị trước lứa người ta bị kim cái này á bị kim này để ngày đầu tiên ăn cơm á lứa người ta nướng này là phải có cái món này tâm đêm rẫy à. Tức là ngay trước khi đi tuốt lúa hả? Ừ. Là phải có cái món này. Mai đi tuốt lúa, bữa nay đi kiếm cái này. Này này. Là phải có con này hả? Ừ, có con này. Nó kịp với cái này này. Lượng bao nhiêu? Lượng đấy. Nước nó thì không bỏ muối, không bỏ bông ngọt, nước không. Nước không thì ăn. Ừ. Ôi đấy, thấy chưa? Có nữa rồi đấy. Cái đứa này, cái khó. Không tọt đấy nhá. Để cho mình tặng nước cho mấy nhà. Đồ tôi gặp bên này thì chắc lỏng. Lỏng mà tôi đừng phạt cái bao tôi chết kìa. Ô dồn ông gọt đồ tiền. Ê dồn nào, dồn ông gì nào. Chị tê dù. Tê tầm hai dùng. Đồ tôi tê này. Quay chụp đi. Tất thế. Đáng ra cái bạn cha này trong phần này như này. Nó cướp như này rồi. Nó cũng đã hết bạn này. Chưa hôm bữa mình phát văn được hai cái đi cái ống này nè. Hai ống luôn. Đá lắm. Cái lá này làm gì anh? Ở nhà trồng chơi thôi. Chơi thôi hả? Ăn được chứ? Không. Nhưng mà sao mình trồng? Trồng chơi thôi. Đấy là nó phải có tác dụng gì chứ? Trồng được mét. Dối á. Không phải đâu, cái này giống cây cơ nia. Không dối á. Dối á. Dối hả? Dối hả? Ừ. Ừ. Vậy xong chưa? Không thì chết. Ừ. Rồi, vậy xong rồi. Rồi, đi ra thuốc đi. Hết sạch rồi đúng không? Hết sạch. Lát nửa nướng nhá. Làm nướng đây luôn. Có củi để nướng đây luôn hả? Củi này này. Đúng rồi. Nếu ăn cơm đây thì nướng ở đây. Ê, chỗ bắt điệt, chỗ bắt nghe. Chỗ bắt nghe. Ê, tổng bắt cái kim chỗ này. Bắt đầu chỗ bắt nghe.
To heo rừng. To, to hả? Nhưng mà này lâu rồi chứ? Ờ, lâu rồi, chỗ mưa mưa bữa đó. À. Chói đây này. Ok này. Hàng này làm gì anh? Xe. Xe. Xe 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 xe. Cái xe. Cái xe. Xong này. Đừng là hạt gió. À, tưởng hạt gió hả? À. Không phải hạt gió, hạt gió nó màu gì? Nó màu như thế này thôi. Nó màu nhưng mà cái đấy này là cái là dây. Dây. Dây hơn hả? Dây, nhưng mà cây nó cần vật cây nhưng mà nó à mình lấy về mình ăn hả? Đâu, lấy mình về ươm á, ươm á. À ươm cây hả? Còn cái này đây là hạt kiểu trồng hơn là cái này. Kìa nó cầm cái dao mình dao dao khác đàng hoàng, dao cứng. Có không anh? Có, đây nè. Lóc lóc tiền. Nhiều hả? Ở dưới đây nhiều hả? Cho bà con kim mồi đó nhỉ. Được. Đừng có làm vội vàng nó mất tức nó mong mãi. Hà pin. Đấy. Có liền đấy. Đi theo lại lơ. Lại lơ bẻ. Ở nước ngoài người ta hay bổ cái cây dừa rừng ấy, cái cây cỏ rừng ấy, mà nó nằm ở dưới đất này nè, nó mục như này, người ta bổ ra nó có cái con nhộng nhiều lắm. Mình không có cây đó. À, mình không có, mình có cây nhỏ, cây giống thôi, không phải cây đó, cây nhỏ hơn. Đấy. Sao con này khác, con này cái đâu nó vàng nhỉ? Có cái đầu vàng, có cái đầu này con này đầu vàng mà không có càng á. Ba bùng luôn. Ừ. Con này nó không có cái càng à? Không có. Nhiều loại hả? Nhiều loại mà. Đây một cái kẹo chấm, đây một cái ngâm ấy, kẹo pẹt kìa. Pẹt nhẹ vậy. Pẹt kẹo cái gọng. Mà đừng có ai là bùi bùi. Mà có là. Pẹt chứ ta hay mua là pẹt cầm tì. Của mẹ phận đẻ đấy. Mẹ ao lên là cái giỏ. Mẹ ao từ ngâm dẹp. Mình để chọc trên ở mẹc mũi ai vại chọc chúng mọi và chọc ở mẹc mũi lẹt nghe mọi dây lẹt kiểu phết bằng nè chứ sao chưa chạy bé lại nó đi theo cái lỗ hả? Ừ. Cái lỗ nó trùng nó nhiều đấy có đấy vừa mới chặt con này nhỏ. Con này với con trong lỗ ô con nào ngon hơn? Trong lỗ ô ngon hơn. Ừ. Cũng biết trong lỗ ô à? Em biết em chưa được ăn. Ừ. Ơi, đấy con nhộng đấy. Trong lỗ ô nó ngon hơn.
Đấy, chúng mấy con luôn. Mấy con luôn hả? Mình là ăn cùng, là ăn em là ăn của con khỉ. Con khỉ là em, mình là ăn. Em biết ăn như thế nào, mình là có lứa, con khỉ là không có lứa. Là mình thấy con khỉ nó ăn là mình ăn đúng không? Trái cây cũng thế, con khỉ nó ăn là mình cũng được ăn. Đi rừng thì có cái sắt. Hết rồi. Mấy, cho mấy là gọn lẹp mà. Mấy trong cái lọc ngon, mấy phạc kìa. Phạc như vậy này nè. Trong cái lọc lực đây. Phạc thế. Thơm á, cây thơm nhỉ? Cho chị sao ấy? Sẽ xỉ rục hay sao thơm á? Cho chị em. Không phải. Cho chị. Không phải đúng không? Sẽ xỉ thơm, mùi sẽ xỉ. Cho chị mới thơm khác. Lọc xả. Chị lọc hét. Ủa, một cái cây mục to vậy bên trong nó không có gì hả ta? Hay nó ăn hết rồi, nó di chuyển rồi. Di chuyển rồi. Không rụng ra cái gì luôn. Chị ta ăn em. Nhập ngu lên đường. Bạn em chúng ta cùng chiếc cái tàng. Giờ lên là có luôn ha, không cần phải chặt. Là hết rồi hả? Nhìn là biết hết rồi hả? Đâu cái cây nào đồ anh? À cái cây chua chua phải không? Cái dây hả? À. Hai cái đó về nấu ăn. Hai cái đó về nấu ăn với măng chua đó. À cái vị nó sao? Về đó mình ăn măng chua mình nhậu. Nó có chua đắng gì không? Không. Ngọt hả? Nó khác cái lá này phải không? Lá này khác hả? Đâu? Cũng lá đây này. Đâu cho em xem nữa. Xem lá này. À. Tức là lá này ăn được đúng không? Lá đây ăn được. Dây leo hả? Ừ. Em ăn thử. Mình nấu nó ngọt á. Nấu lên nó ngọt hả? Nấu lên măng chua nó ngọt. Đúng rồi. Được, cái vị của nó dễ ăn. Chứ mình đi rừng mình biết hết mà. Hôm nay đi bà con biết, bữa sau hái ăn nhé. Đây. Cái lá non non này hả? Cho mình một ngọn nhé. Một ngọn. Đấy, rồi. Dây leo. Cái này cũng dùng nó nhưng mà không phải. Ồ vậy hả? Nghĩ nhỉ. Cái thân của nó xanh rồi. Nhìn biết cái thân nó xanh rồi. Ăn thử coi. Vị hơi thơm thơm. Không đắng, không chát. Nó ngọt hả? Ngọt. Rồi để em xem. Em mượn đi. Đây lá này ăn được. Để ăn được chứ. Mình về mình nấu canh đúng không? Nấu canh được, nấu với xương heo á. À nấu với xương heo hả? Xương heo, thịt heo. Rồi, nấm này là ăn được hả? Ăn được mà. Nhưng mà sao mình nhận biết?
Hả? Em nhìn thử cái màu nó giờ hay sao anh? Ừ, màu nó thế này này. Cái mặt dưới, lực mặt dưới anh xem này. Trắng. Ăn nó dai hay sao? Dài chứ. Ừ. À, ồ, dai dai nha. Nhìn cái màu nó có vẻ độc nha. Vàng vàng cam cam. Ừ. Này bây giờ. Trời đây hổ mỏi. Thao lắm đi, thao hổ. À, nó có mấy cái con vậy anh? Ừ, mấy con đó là ăn được là mình ăn được hả? Ừ, con sâu này. Đợi em. À. Đây con sâu đây hả? Ừ. Cho em chút. Mình ăn được. Nó ăn à. Ừ. Rồi ăn được hả? Ngon đúng không? Ngon lắm. Mà chua ấy. Lấy gạo mình bỏ vô. Bên này. Đồ, mình hãy đi rừng cái gì mình biết hết rồi mà. Cái con này nó bùi vô rồi mình ăn sao đâu. À. Chỗ nào mà có con đó là nó ăn nấm đó là mình ăn được nấm đó hả? À. Mì dung dẻ hương, hoa thơm lắm anh. Mì dung đang lên bông nhỏ. Ủa, đây toàn cây to không? Ok, nằm ngay giữa đường luôn. Lên tới ngọn luôn hả? Ok nha. Đây một nữa.